Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường đất đỏ thuộc ấp 8, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất nằm hai bên mặt đường đất đỏ này là 75 hecta ha. Hiện tại thì tôi đang đứng ở cuối đất nha anh chị nhé. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video quay từ cuối đất và quay ra ngoài đường ngã ba lớn ngoài kia anh chị nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mời anh chị theo tôi chạy dọc cái con đường đất đỏ này, và đất của chúng ta hai bên mặt đường cao su thì mới trồng năm nay nhá. Đó, cao su non anh chị ha. Đất đỏ ba gian anh chị nhá. Đó, hai bên. Đất của chúng ta thì điện ba pha ngay đầu đất anh chị nhá. Cái mặt đường đất đỏ này nó kéo dài theo đất của chúng ta thì khoảng 2 cây số anh chị nhá. 2 cây số mặt đường. Thì đất của chúng ta hai bên. Đó, hai bên nha anh chị nhá. Đó. Thì bây giờ mời anh chị theo tôi đi dọc con đường đất đỏ này anh chị ha. Đó. Cứ chỗ nào là cao su non là của chúng ta anh chị nhá. Đó, bên này và bên này. Đó. Con đường này là rất là lớn nha anh chị nhá. Container rồi các xe tải hạng nặng đi thoải mái anh chị ha. Đó. Đó, đất rất là bằng nhá, bằng phẳng nha anh chị nhá. Đó. Đất của chúng ta ra ngoài Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Bình, ra quốc lộ 14 thì khoảng 3 cây số thôi anh chị nhá. Rất là gần. Đó. Cứ dọc theo hai mép đường này là đất của chúng ta. Hai cây số mặt đường là khá là rộng nha anh chị nhá. Với cái diện tích là 75 hecta thì cũng rất là rộng anh chị ha. Đó. Trong này thì bên trong nữa thì còn rất là nhiều dân cư người ta ở. Nên này, con đường này là đường liên xã, liên huyện luôn anh chị. Đó. Hàng ngày cái lượng xe lưu thông qua đây, của người dân lưu thông qua đây thì rất là đông anh chị nhé. Đó. Bây giờ đến cái đường mà để vào trung tâm của đất thì tôi sẽ cho xe vào đó rồi quay chi tiết trong cái đất của chúng ta cho anh chị hình dung thêm. Đây, bây giờ thì tôi sẽ mời anh chị đi vào đất của mình nhé. Đây, đây là đất của mình, hai bên luôn nhé anh chị nhé. Bên này luôn. Đó. Rồi, bây giờ mời anh chị vào. Đấy, toàn bộ khu vực này là đất của mình hết anh chị nhé. Đó. Tôi đang quẹo phải nhé. Quẹo phải vào trung tâm đất của mình. Tuy nhiên thì ở bên tay xin lỗi, quẹo trái nhé. Đó. Còn bên tay phải thì cũng là đất của mình luôn, cứ nằm bên hai mặt đường thôi anh chị nhé. Đó. Rất là rộng, rất là đẹp nha anh chị nhé. Anh chị nhìn lá cao su nó xanh tươi như vậy là cái đất ở đây rất là màu mỡ anh chị nhé. Đó, cực kỳ màu mỡ. Đó. Thì tuy nhiên thì cái đất này chúng ta có thể chuyển đổi mục đích được nhé. Anh chị nào muốn làm công ty, nhà xưởng, trang trại thì đều được hết anh chị ha. Đó. Trong đó một cái nhà để cho công nhân người ta ở, để trông cái khu trang trại vườn cao su này. Đó. Thì bây giờ tôi dừng xe lại. Đó. Đất rất là bằng phẳng anh chị ha. Cực kỳ bằng phẳng. Và tôi quay lại một lần nữa cho anh chị xem nhé. Đó. Hôm nay tôi đi quay phim vào cái buổi chiều rất là mát mẻ. Mát mẻ. Tôi đang đứng trên một cái độ cao vừa phải. Độ cao vừa phải nên là có một cái lượng gió rất là mát. Ở đây rất là mát. Nên là công ty cũng như trang trại nào, công ty này làm, xin lỗi, mình quay lại cái vấn đề công ty nhé. Công ty nào á, công ty sản xuất anh chị nhé, mà đặt cái nhà xưởng ở đây thì cũng rất là tốt nhé. Khí hậu ôn hòa, đó, mát mẻ, đó. Rồi trang trại cũng vậy. Đó. Hoặc là anh chị làm trang trại chăn nuôi, hoặc là trang trại trái cây cũng được. Đó, vân vân. Tùy từng cái mục đích sử dụng đất của từng đơn vị anh chị nhé. Đó, ý tôi nói ở đây là cái nền đất ở đây nó rất là cao ráo. Đó, cao ráo anh chị ha. Đó. Bên kia có mấy trang trại trái cây, trang trại xoài, bưởi da xanh bên đó. Tí nó tôi ra đó tôi quay. Tôi quay luôn cho anh chị xem những cái trang trại của người ta. Đó. Đây nhá anh chị nhá. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa nhá. Đất của chúng ta thuộc ấp 8, xã Nghĩa Bình,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đó, thì tổng diện tích là 75 hectare, nằm hai bên mặt đường liên huyện luôn anh chị ha. Đó. Và để tôi hỏi cái anh này xem là cái giá bán ở đây là bao nhiêu một hectare. Giá bán bao nhiêu một hectare anh? Dạ, 1 tỷ 050 triệu một hectare. À, được chia các anh này là anh người đưa tôi đi xem cái quỹ đất này, thì anh ấy nhận thông tin từ anh là 1 hecta ở đây thì là cái chủ cái quỹ đất này người ta đang bán là 1 tỷ 050 triệu đúng không ạ? Dạ, 1 tỷ 050 triệu. 75 hecta. Tổng diện tích là 75 hecta, số chính quy anh chị nhé. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ chạy xe, tiếp tục chạy xe ra ngoài đường ngoài này để tôi ra cái đường lớn ngoài kia. À, để hướng dẫn thêm cho anh chị về về cái đầu đất của miếng này, miếng đất này. Thì vừa tôi quay là quay trong đuôi đất. Đó, quay trong đuôi đất. Thì bây giờ tôi đang đứng ở đây là đứng ở giữa đất, và bây giờ tôi sẽ quay ra ngoài kia là đầu đất để cho anh chị hình dung nhé. 75 hectare này thì tôi nhắc lại nhé, 75 hectare này thì chúng ta có thể làm nhà xưởng được, trang trại chăn nuôi cũng được, và trang trại trái cây cũng được, vì điện ba pha của chúng ta ngay ngoài đầu. Đó, đầu đất anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ tôi mời anh chị đi. Được không? Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái đường lớn anh chị ha. Đó, đất rất là bằng phẳng anh chị nhé. Bằng bằng ha. À, đối diện cũng là vườn cao su non của chúng ta luôn anh chị nhé. 75 hect là rất là rộng đấy, 75 hect chứ không phải là 7 hect rưỡi đâu, 75 hect là rộng lớn lắm. À, đất chúng ta thì được cái là nằm trên hai mặt đường, nằm trên hai mặt đường thì rất là tuyệt vời anh chị nhé. Đó, với lại cộng hưởng được thêm là mình có cái điện ba pha ở đầu đất. Bên này của mình luôn anh chị nhá. Bên này của mình luôn ha. Đó. Cứ chỗ nào cao su non là của mình hết. Đó, chủ nó trồng một loại cây thôi. Chỗ này thì điện dân dụng này. Trong này còn rất là nhiều hộ dân. Nguyên một cái ấp 8 người ta ở trong đó đó anh chị ha. Đó. Đây là cái vườn trang trại trái cây sầu riêng này. Trang trại sầu riêng của nhà hàng xóm này anh chị. Đúng rồi. Đó, đây là trang trại, xin lỗi, cái vườn này vườn điều ghép, ngoài này một chút này mới là trang trại sầu riêng. Đó, chúng ta thì là cao su của anh chị nhá. Đó, bên này của mình này. Đó, của mình ha. Hôm nay địa chính người ta đang đo đường này. Đó, địa chính người ta đang đo để mở rộng thêm con đường này ra này. Đó, chị thấy không ạ? Mấy công ty này là công ty đo đạc anh chị nhá. Người ta đến đây người ta đo đạc đất ở đây. Đó, người ta đánh sơn này chị, đúng không ạ? Đó. Vườn này vườn bơ này, vườn bơ anh chị nhé. Vườn này cây bơ anh chị này. Đó. Trang trại này trang trại bơ này. Hết trang trại bơ chúng ta tới trang trại sầu riêng. Con đường này người dân người ta lưu thông rất là nhiều nên là rất là bụi nhé. Từ vừa nãy là tôi đeo không đeo khẩu trang nên là rất là khó chịu, anh chị thông cảm nhé. Đây, đây là vườn sầu riêng anh chị nhé. Đó. Vườn sầu riêng chúng ta thì chỉ có cao su thôi. Đó, đây vườn sầu riêng. Còn đây vườn cao su của chúng ta nhé. Đây là vườn xoài vừa tôi nói này. Đó, vườn xoài này anh chị. Đó, trang trại xoài. Đây vẫn là đất của mình anh chị nhé. Đây vẫn là đất của mình nhé. Đó, đây là một trang trại xoài của một cái đơn vị nào đó thì tôi không biết. Rồi, lại
lại tới phần cao su của mình. Rồi, được rồi anh, được rồi, được rồi, được rồi. Quay này, được rồi. Đó. Các anh đồng nghiệp của tôi, anh kêu là chạy vào trong cái khu này quay thêm. Nhưng mà tôi thấy là chỉ quay mặt đường thôi là anh chị cũng đã hình dung rồi. Phần bên này của mình luôn anh chị nhé. Đó, phần bên này của mình luôn ha. Rồi, tới cái mấy cái nhà dân này kết thúc cái bên tay trái của tôi cũng như là bên trái màn hình của anh chị nhá. Đó. Rồi, còn bên phải là vẫn là của mình anh chị nhá. Bên phải vẫn là của mình anh chị nhá. Cái mảnh đất này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nhá anh chị nhá. Ok, cho em hỏi này. Cái đất của mình nó có nằm ở mặt đó không? Có nằm ở mặt bên đó không? Đất của mình đây phải không? Đây hả? Thì bên kia cũng là mặt đường này, thành hai mặt đường rồi. Rồi, bây giờ mời anh chị ra cái đường lớn này nhá. Chắc tôi đứng xe sang bên này tôi quay. Vừa nãy tôi có đứng là đứng ở đuôi của cái quỹ đất này nha anh chị nhá, 75 hecta. Thì cái trong đó là tôi thấy là địa phương đây người ta ghi là ấp 8, thì tôi đoán là trong đó là cái ấp 8 của xã Nghĩa Bình anh chị nhá. Thì đây là một con đường liên tỉnh nhá. Đường này đường liên tỉnh không phải đường liên huyện. Đó. Chúng ta cứ đi thẳng đường này ra khoảng vài cây nữa là ra được quốc lộ 14 anh chị nhá. Đó, ra quốc lộ 14, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng luôn, Nghĩa Trung. Đó. Đây là điền ba pha nhá, và đất của chúng ta đây rồi, ngay đầu đất luôn, ngay ngã ba đó. Thì chủ trương của tỉnh chúng ta là mở rộng con đường này. Đường này là đường DT753B anh chị nhá. Đó. Còn cái đường này thì hai bên đều là đất của mình anh chị nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình nhắc lại nhá. Đất của chúng ta là 75 hecta. Giá bán là 1.050.000.000 trên 1 hecta. Nằm hai bên mặt đường liên huyện anh chị nhé. Thì mọi thông tin anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Cảm ơn anh chị.